đi em ơi, tao gọi ầm ĩ lên đây. Em thấy cái này ở cổng này anh ạ. Ở ngoài cổng á? Vâng. Cái này là cái gì đây? Em không biết, nó ở ngoài cổng ấy. Vớt ngoài cổng á? Vâng. Ô đây mì tôm mà. Thế còn cái găng tay này là cái găng tay của ai đây? Của bọn em à? Dạ. Hả? Của thằng này à? Em thấy ngoài cổng. Không phải. Cái găng tay là anh nhìn thấy giống của cái thằng giả dạng Huggy. Đúng không? Đúng rồi. Đợt trước là anh thấy nó đeo có cái găng màu vàng với một cái bàn chân màu vàng nữa cơ. Thêm một cái nữa đâu? Em không biết. Mỗi cái này thôi à? Vâng. Còn cái nào ở cổng không? Dạ không ạ. Ra đóng cổng vào cho anh cái nhanh. Ra đóng cổng vào cái. Không hiểu sao nó lại đặt cái gói mì tôm này ở cổng nhỉ? Hay nó biết mình đang đói? Đúng rồi, mình đang đói thật các bạn. Bây giờ đang chiều đang đói. Cho mì tôm mì được chứ, cho cái găng tay này. À, nghĩ là khả năng nó để cái gói mì tôm vào đấy. Xong là nó vội quá nó tuột găng tay nó chạy mất. Đó. Thế thì nó mà tuột thì kiểu gì mấy nữa nó vào đây nó tìm. Ui. Ui, mình không đeo vừa bạn. Đấy các bạn ạ, đang đói lại có gói mì tôm ăn luôn, sợ gì đâu. Đấy vẫn còn nguyên bọc này, chắc là không phải là nó làm gì nó hại mình đâu. Hoặc mình nghĩ có khi là nó đánh rơi cũng nên ý. À, tự dưng nhắc đến thằng giả dạng Huggy, cộng với lại cái việc gần đây xuất hiện bé San gọi điện, nên mình đang rất là nghi ngờ, không biết là bé San và thằng Huggy này nó có quan hệ gì mật thiết với nhau không, hay nó là đối thủ của nhau, hay là nó ghét nhau. Khả năng là mình thử lên mạng mình tìm hiểu một vài cái video xem là bé San với lại Huggy nó có thù oán gì nhau không mà bé San lại muốn giúp mình. Thì hôm nay mình sẽ tìm hiểu nhé, mình sẽ tìm hiểu những cái video mà liên quan giữa San và Huggy đó, để xem là hai cái nhân vật này nó có một cái mối thù nào không. Thì là bây giờ mình sẽ reaction, bây giờ mình sẽ chọn và reaction một video cho anh em xem là San và Huggy ai khỏe hơn và ai mạnh hơn nhé. Ok. Đó, thì ở đây mình đang xem một cái video giữa San đây. Video này của kênh Nick Dragia các bạn nha. Đó. Wow. Ôi. Đúng cái tiếng mà nó gọi mình hôm nọ này qua điện thoại này. Ô Huggy. What? San nhìn thấy Huggy sợ anh em ạ. San chạy té khoái em ạ. Ui Huggy. Huggy nó đuổi này. Ui San chạy, chứng tỏ San sợ Huggy các bạn ạ. À ui chui vào ống, năn rồi. Ui mình tưởng San thế nào, hóa là sợ Huggy. À thằng San nó có cái phép thuật là biến ra cục xương để cho thằng Huggy nó ngã. Sao tiện có cái con gấu là thế nào nhỉ? Đấy các bạn ạ, vừa xem cái đoạn video vừa rồi mình mới thấy là San mới chính là người sợ Huggy chứ không phải là Huggy sợ San. Đấy Huggy nó còn đuổi San nhìn Huggy sợ. Nhưng mà cuối cùng San nó vẫn dùng phép thuật bộ xương để nó đánh bại Huggy. Video thứ nhất thì là San đang sợ Huggy nha. Mình sẽ tìm thêm một video nữa xem là như thế nào. Huggy và Kissimissi các bạn ạ. San cầm đá ném Huggy. Đấy vẫn cái tiếng trêu trêu, tiếng này đúng không, nó gọi điện cho mình này. À Huggy bắn San bằng cái súng lép đồ chơi giống cái súng của mình ấy. Do you lay red, kiểu thách thức nhau anh em ạ. À phi bộ xương rồi. Ui Huggy nó lẽ đẳng cấp luôn anh em ơi. San bắn xương miên lịa thế mà Huggy lé. À cuối cùng vẫn bị dính đòn các bạn. Ở cái video thứ hai này thì mình lại thấy là Huggy sợ San đó. San nó tấn công miên lịa luôn, nhưng mà Huggy nó giỏi nó lé được, nhưng mà cuối cùng vẫn ăn ngay một cục xương vào đầu. Nói chung là cũng đang hòa các bạn ạ. Mì tôm ngon hết nhỉ, hào hào các bạn ạ. Các bạn nào thích ăn mì hào hào giống mình không? Hôm nay vừa ăn mì hào hào vừa reaction video cho anh em xem nhé.
Mình vẫn đang muốn tìm hiểu xem San với Hookie nó như thế nào, tại vì San nó đang muốn giúp mình mà. Đó, tiếp theo một video nữa, hiện tại đang là Hòa nhé. Ok nhá, đây là cái video thứ ba, là cũng là cái video cuối cùng mình Jackson ấy giữa Hookie và San. Đây là một cái video hình như là mình nhớ không nhầm là nhảy nhót thì vậy, để xem hai nhân vật này ai sẽ thắng ở trong cái kèo thứ ba nhé. Nhảy à, hút ghi nhảy trước các bạn ạ. À, đến sang bây giờ hết đánh nhau quay ra nhảy các bạn ạ. Các bạn thử đoán xem cái kèo nhảy này tan thắng hay hút ghi thắng nhá. Hình như là sang sắp thắng rồi các bạn ạ. Các bạn có thấy cái vạch vàng không? Đang rất là ngang kèo. Hubi là cái vạch đỏ bên dưới, còn San là vạch xanh bên dưới, nhưng mà là San đang chiếm ưu thế hơn. Hết rồi. Đó. Thì cuối cùng là Hubi vẫn là người chiến thắng các bạn ạ. Đó. Ok các bạn nhé. Đấy, hôm nay là mình thử lên mạng mình tìm một số các video giữa Hubi và San. Đấy, để reaction để xem là giữa Hubi với San là nó có một cái mối thù gì không. Nhưng mà cũng rất là ít thông tin. Đó. Không biết San hôm nọ gọi điện cho mình ấy thì nó muốn giúp đỡ mình kiểu gì để đánh lại cái thằng giả tạo Hubi các bạn ạ. Đó, mình cũng không biết luôn. Nhưng hy vọng là sắp tới mà thằng Hubi đến đây thì có San bảo vệ nhá. Ok. Ngày mai khả năng là mình lại tiếp tục sử dụng cái phần mềm dò San để mình tìm nốt ở trong nhà này nhé, xem San nó ở đâu nhé. Hiện tại có 10 nhân vật, mình tìm được 5 nhân vật là liên quan tới San rồi. Chỉ tìm được 5 nhân vật nữa là sẽ xuất hiện King San là cái người cuối cùng. Đó, mai mình sẽ tìm nốt, anh em cùng đón xem nhé. Nhớ đăng ký kênh này, subscribe, chia sẻ video ủng hộ mình nhé. Ok, bye bye.